hai ba phẩm vô biên tế bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn các đại bồ tát đời quá khứ đều vô sở hữu bất khả đắc các đại bồ tát đời vị lai đều vô sở hữu bất khả đắc các đại bồ tát đời hiện tại đều vô sở hữu bất khả đắc bạch thế tôn sắc vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế thọ tưởng hành thức vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, sắc xứ vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế bạch thế tôn nhãn giới vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế bạch thế tôn sắc giới vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế thanh hương vị xúc pháp giới vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế Bạch Thế Tôn, nhãn thức giới vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Nhĩ tí thiệt thân ý thức giới vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, nhãn xúc vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Nhĩ tí thiệt thân ý xúc vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế bạch thế tôn bố thí ba la mật đa vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, Pháp môn giải thoát không vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế, Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xà, mười tám Pháp Phật bất cộng vô biên tế, nên biết Đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch thế tôn pháp không nội vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh. Pháp không vô tánh tự tánh vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế. Bạch thế tôn pháp giới vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế. Chơn như thật tế cảnh giới bất tư nghỉ cảnh giới an ẩn vân vân vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế. Bạch thế tôn thanh văn thừa vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế độc giác thừa đại thừa vô biên tế nên biết đại bồ tát cũng vô biên tế bạch thế tôn ngay nơi sắc đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc lìa sắc đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc ngay nơi thọ tưởng hành thức đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc lìa thọ tưởng hành thức đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc Bạch Thế Tôn, ngay nơi nhãn xứ Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, liền nhãn xứ Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Liền nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc bạch thế tôn ngay nơi sắc xứ đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc đìa sắc xứ đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc ngay nơi thanh hương vị xúc pháp xứ đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc đìa thanh hương vị xúc pháp xứ đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc bạch thế tôn ngay nơi nhãn giới đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc đìa nhãn giới đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc ngay nơi nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Địa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi sắc giới Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, địa sắc giới Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi thanh hương vị xúc pháp giới Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, địa thanh hương vị xúc pháp giới Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc bạch thế tôn ngay nơi nhãn thức giới đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc lìa nhãn thức giới đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc ngay nơi nhĩ tý thiệt thân ý thức giới đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc lìa nhĩ tý thiệt thân ý thức giới đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc Bạch Thế Tôn ngay nơi nhãn xúc đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, địa nhãn xúc đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi nhĩ tý thiệt thân ý xúc đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, địa nhĩ tý thiệt thân ý xúc đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, địa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc ngay nơi các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc địa các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc bạch thế tôn ngay nơi bố thí ba la mật đa đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc Địa bố thí ba la mật đa đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc ngay nơi tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc bạch thế tôn ngay nơi bốn niệm trụ đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc lìa bốn niệm trụ đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc ngay nơi bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi pháp môn giải thoát không, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, địa pháp môn giải thoát không, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, địa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi mười lực của Phật, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Lìa mười lực của Phật, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Mười tám Pháp Phật bất cộng, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Lìa bốn điều không sợ cho đến mười tám Pháp Phật bất cộng, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi Pháp không nội, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Lìa Pháp không nội, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc ngài nơi pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tán vô tán pháp không bổn tánh pháp không tự cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không vô tánh pháp không tự tánh pháp không vô tánh tự tánh đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc lìa pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc bạch thế tôn ngay nơi pháp giới đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc Địa pháp giới đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc ngay nơi trơn như thật tế cảnh giới bất tư nghỉ cảnh giới an ẩn vân vân đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc lìa chân như thật tế cảnh giới bất tư nghỉ cảnh giới an ẩn vân vân đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc Bạch Thế Tôn ngay nơi Thanh Văn Thừa Đại Bồ Tát Vô Sở Hữu Bất Khả Đắc, lìa Thanh Văn Thừa Đại Bồ Tát Vô Sở Hữu Bất Khả Đắc. Ngay nơi Độc Giác Thừa Đại Thừa Đại Bồ Tát Vô Sở Hữu Bất Khả Đắc, lìa Độc Giác Thừa Đại Thừa Đại Bồ Tát Vô Sở Hữu Bất Khả Đắc. Bạch Thế Tôn đối với tất cả pháp như vậy, đem tất cả mọi thứ, mọi nơi, mọi lúc mong cầu của các đại bồ tát mà con hoàn toàn không thể thấy, hoàn toàn không thể được thì làm sao bảo con đem bát nhã ba la mật đa dạy bảo truyền trao cho các đại bồ tát bạch thế tôn các đại bồ tát các đại bồ tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh như nói ngã vân vân rốt giáo không danh chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh các pháp cũng vậy rốt giáo không danh chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh Bạch Thế Tôn, thế nào là sắc rốt giáo không xanh? Thế nào là thọ tưởng hành thức rốt giáo không xanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt giáo không xanh, thì không có tên là sắc, cũng không có tên là thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, thế nào là nhãn xứ rốt giáo không xanh? Thế nào là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt giáo không xanh? Bạch Thế Tôn nếu rốt giáo không xanh thì không có tên nhãn xứ cũng không có tên nhĩ tĩ thể thân ý xứ bạch thế tôn thế nào là sắc xứ rốt giáo không xanh thế nào là thanh hương vị xúc pháp xứ rốt giáo không xanh bạch thế tôn nếu rốt giáo không xanh thì không có tên sắc xứ cũng không có tên thanh hương vị xúc pháp xứ bạch thế tôn thế nào là nhãn giới rốt giáo không xanh thế nào là nhĩ tĩ thể thân ý giới rốt giáo không xanh Bạch Thế Tôn nếu rốt giáo không sanh thì không có tên nhãn giới, cũng không có tên nhĩ tí thể thân ý giới. Bạch Thế Tôn thế nào là sắc giới rốt giáo không sanh, thế nào là thanh hương vị xúc pháp giới rốt giáo không sanh. Bạch Thế Tôn nếu rốt giáo không sanh thì không có tên sắc giới, cũng không có tên thanh hương vị xúc pháp giới. Bạch Thế Tôn thế nào là nhãn thức giới rốt giáo không sanh, thế nào là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới rốt giáo không xanh bạch thế tôn nếu rốt giáo không xanh thì không có tên nhãn thức giới cũng không có tên nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới bạch thế tôn thế nào là nhãn xúc rốt giáo không xanh thế nào là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc rốt giáo không xanh bạch thế tôn nếu rốt giáo không xanh thì không có tên nhãn xúc cũng không có tên nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, rốt giáo không sanh? Thế nào là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, rốt giáo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt giáo không sanh thì không có tên các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng không có tên các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn thế nào là Bố Thí Ba La Mật Đa Rốt Giáo Không Xanh? Những tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa Rốt Giáo Không Xanh. Bạch Thế Tôn nếu Rốt Giáo Không Xanh thì không có tên Bố Thí Ba La Mật Đa, cũng không có tên tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn thế nào là bốn Niệm Trụ Rốt Giáo Không Xanh? Thế nào là bốn Tránh Đoạn cho đến tám Chi Thánh Đạo Rốt Giáo Không Xanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt giáo không xanh thì không có tên bốn niệm trụ, cũng không có tên bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp môn giải thoát không rốt giáo không xanh? Thế nào là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt giáo không xanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt giáo không xanh thì không có tên pháp môn giải thoát không, cũng không có tên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn. Thế nào là 10 lực Phật rốt giáo không sanh? Thế nào là bốn điều không sợ? Cho đến 18 pháp Phật bất cộng rốt giáo không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu rốt giáo không sanh thì không có tên 10 lực của Phật, cũng không có tên bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng bạch thế tôn thế nào là pháp không nội rốt giáo không xanh thế nào là pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh rốt giáo không xanh bạch thế tôn nếu rốt giáo không xanh thì không có tên pháp không nội cũng không có tên pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh bạch thế tôn Thế nào là pháp giới rốt giáo không sanh, thế nào là chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân rốt giáo không sanh. Bạch Thế Tôn nếu rốt giáo không sanh thì không có tên pháp giới, cũng không có tên chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân. Bạch Thế Tôn, thế nào là thanh văn thừa rốt giáo không sanh, thế nào là độc giác thừa, đại thừa rốt giáo không sanh. Bạch Thế Tôn, nếu rốt giáo không sanh thì không có tên thanh văn thừa, cũng không có tên độc giác thừa, đại thừa. Bạch Thế Tôn, con đâu có thể đem bát nhã ba la mật đa rốt giáo không xanh dạy bảo truyền trao cho các đại bồ tát rốt giáo không sanh Bạch Thế Tôn, nếu xa lìa rốt giáo không sanh thì không có đại bồ tát nào có thể hành hạnh vô thượng tránh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát nào, nghe nói như vậy, tâm không chìm đắm, cũng không lo lắng hối hận, tâm họ không kinh hãi sợ sệt, nên biết đại Bồ Tát này có thể hành bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 420.